Hello everyone. So, how are you today and what weather is it today? Anna, please. How are you today? Okay. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm very well. What weather is it today? What weather is it today? What weather is it today? Thời tiết hôm nay như thế nào? Hello. Thời tiết hôm nay như thế nào? Chúng ta đã học ở bài lesson 10 chứ phải? Cũng mưa đó. Trả lời được đó. Welcome to country. Đây mưa thì chúng ta sẽ có tên nào? It is rain. It is rainy. Thế nào? It is rainy. It is rain. Lát tay mưa nặng hạt. Nào. Thank you, Anna. I have work hello, Hoa Phương. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm very great. What weather is it today? It's rainy. It's rainy. So, what? Where do you live? Where do you live? Now, where do you live? Where do you live? Bắt được chúng ta học rồi. Rồi, thank you, Hà Phương. À, bàn của Khánh nào? Cô ơi. Cho mới học xong. Cô ơi. Rồi, Hà Vy, cô nghe em. Cô ơi, cháu mới học xong. Bến cho chính thức cho nè. Cô dạy lại cho cháu được không cô? À, chúng ta chưa học. Chúng ta chưa học nhá. Rồi, cô với bạn đâu nhá. Bàn của Khánh nào? Dạ. Yeah. What weather is it today? It's rainy. It's rainy. So very good. Where do you live? I'm in Lincoln Commune. Lincoln Commune. Very good. Who do you live with? I live with my family. You live with my family. Excellent. Thank you for kind. Lisa, please. Lisa, where do you live? Where do you live? Where do you live? I live in. I live in Rennie. Rennie. À, câu hỏi bài trừ chúng ta. Được chưa nào? Bài trừ chúng ta đã học ven nơi chốn. Cho câu hỏi ven nơi chốn nhá. Where do you live? Bạn sống ở đâu? Bạn sống ở đâu? Where do you live? I live in Cao Sơn. Camille, được chưa nào? Cao Sơn, Camille là xã Cao Sơn. Who do you live with? Who do you live with? Who do you live with? I live with. I live with a major.
You live with your mother, right? Yeah, thank you. Di sản, happy no? Happy fresh. How are you today? How are you today? Hôm nay bạn có khỏe không? I'm fine, thank you. What weather is it? What weather is it today? What weather is it today? Hôm nay thời tiết như thế nào? It's rainy. It is rainy. It is rainy. Đấy chứ nào? Các bạn phải nhớ lại các cái công thức mà cô đã dạy các bạn và cách trả lời đấy chứ nào? Rồi, it is rainy. Where do you live? Where do you live? I live in. Bạn sống ở đâu? I live in city. Bạn sống ở đâu thì chúng ta phải trả lời là I live in the Vinh City. Được chưa nào? Vinh City hoặc là I live in the city. Thank you, Harvey. Bạn Đinh Phóng đó. Đinh Phong, where do you live? Để cố nội với bạn Đinh Phong, cái mic của bạn nó bị hư nhất, bạn cái nội cố không nghe được. Bảo Ngọc, please. Hello, teacher. Hello, Bảo Ngọc. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm great. So, what weather is it today? What weather is it today? Thời tiết chúng ta đang học là sunny là trời có nắng, rainy là trời mưa. Vậy hôm nay trời mưa thì chúng ta sẽ sử dụng là it is rainy. Thank you, Bảo Ngọc. Đấy là những câu hỏi mà bài trường chúng ta đã học rồi các bạn nhé. Lưu ý là khi học xong thì các bạn phải cố gắng lặp lại cái câu hỏi và cách trả lời để chúng ta trả lời một cách tốt nhất nhé. Today we will learn about topic subject. Như thế nào? Lesson 60 subject. Hôm nay chúng ta sẽ học về các chủ đề môn học. Nhớ các bạn, chủ đề môn học subject là các môn học. Subject các môn học. Subject các môn học. Hôm nay chúng ta học tiếng Anh thì chúng ta sẽ có môn tiếng Anh nào, English. Subject là các môn học nhé các bạn. Subject các môn học. Lesson 16 subject. 36 chủ đề môn học subject.
subject, subject, no, subject. Alo, bạn Đinh Phong đã được mấy cho em? Rồi cô. Cô có nghe cháu nói không? Rồi, bây giờ cô mới nghe nhá. Chắc cái này là có đăng nhập vào máy tính cho nên cô không nghe được là cô nói bây giờ cô nghe được rồi nhá. Yeah. Rồi. Subject. Subject cái nào? Subject có nghĩa là môn học. Các bạn vừa nghe cô nói vừa ghi vào vở luôn nhá. Vì vừa sau chúng ta sẽ có phần nói đấy, phần nói về bản thân mình. Nào. Subject. Tuần sau thì chúng ta sẽ học nói các bạn nhá. Cái này là về xem lại cả cái cấu trúc và cách trả lời mà cô đã bày cho các bạn ở những bài trước. Subject. Subject. Môn học. Subject. Rồi, subject, nào, subject, subject. New good. Vocabulary, nào, phần A lớn là vocabulary, từ mới. Vocabulary, từ mới đầu tiên mà các bạn sẽ học chính là môn học, subject. Vừa nghe vừa đọc theo cô nhá, subject. Vì trời mưa cho nên là các bạn phải chú ý nhá. Subject, subject là môn học. Subject là môn học. Today, today có nghĩa là hôm nay. Today, hôm nay. Môn toán chúng ta sẽ đọc là math. Science là môn khoa học, được chưa nào? Science. Bạn nào đang đọc đấy, à, từ đọc nhá, đúng không? Mở mic lên đọc với ảnh hưởng đến các bạn. Bạn của Khánh đặt mic cho cô nó. Science. Âm nhạc chúng ta sẽ gọi là music. Tiếng Việt là Vietnamese. Tiếng Anh chúng ta sẽ gọi là English. Mỹ thuật là art. Tin học là IT là viết tắt của từ information technology. Các bạn chỉ cần đọc cho cô tên viết tắt của nó là được. IT art English Vietnamese music science, math, today, subject. Now, you look at me and listen to me and repeat. Các bạn nghe cô đọc lại một lần và sau đó cô sẽ gọi các bạn thử đọc lần một nhé. Subject, today, math, science, Music, Vietnamese, English, art, IT, art, English, Vietnamese. Chúng ta cái từ Vietnamese chúng ta sẽ đọc na lại giống Vietnamese để thế nào, nhưng mà phát âm của nó là Vietnamese. Đọc nhanh các bạn sẽ nghe rõ là Vietnamese thế nào. Music, science, math, subject, today. Hà Phương please. Bạn của Khánh ấy nhấn vào biểu tượng giơ tay cho cô nhé.
The teacher. Yes. Subject. Today. Today. Math. Physics. Science. Music. Vietnamese. English. Ask. IT. Very good. Thank you, Hà Phương. How are you, please? Dạ dạ thưa cô. Dạ dạ thưa cô. Sắp về. Today. Môn toán chúng ta sẽ đọc là Math. Science. Music. Vietnamese. English. Art. IT. Very nice. Thank you, Toby. Ding Phong, please. Should be. Subject. Ma. Subject. Subject. Today. Today. Yes, not the next word. Từ tiếp theo nào. Math. Science. Ski. Science. Style. Music. Vietnamese. English. Art. Indeed. IT, được chưa nào? IT, các bạn nhìn có thể nhìn cái ở dưới này các bạn có thể dễ đọc hơn. Thank you, Sting Phong, very good. Các bạn đọc rồi thì gửi bài vào vở cho cô luôn nhá. Bạn Quốc Khánh đó. Em đi cô. Subject. Today. March, science, music, Vietnamese, English, art, IT. Well done. Thank you, Quốc Khánh. Anna, please. Subject. Today. March. Science. Music. Vietnamese. English. IT. Good job, Anna. Bảo Hương, please. Em thưa có sắp gì? Today. Math. Safety. Science. Music. Vietnamese. English. Art. IT. English. Thế nào? English. Not English. English. Thank you, Bảo Hương. What I get, switch up, please. Đi phạm, please. Bạn sai tuần. Tu đây. Mạc. Science. Music. Vietnamese. English.
English. I think. Thank you, Suy Sáng. Very nice. Các bạn nhìn chú ý một chiếu vào cái phần phiên âm của nó ở dưới này thì các bạn sẽ đọc dễ hơn. Chứ nào? March, subject, subject, subject. Today, 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 subject, subject, subject. Now, today, today, today. March, 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 March. Science, science, science. Music, music, music. Vietnamese, Vietnamese. English, English, English. Art, art. IT, IT. Now, IT. Art, English, Vietnamese. Music, science, math, today, subject, subject. Quỳnh Anh, please. Bạn Quỳnh Anh nữa. Alo Quỳnh Anh. Quỳnh Anh ơi, em kiểm tra lại mấy giúp cô nhá, cô không nghe được em nói bạn Quỳnh Anh ạ. Hami please. Subject. Today. Math. The science. Music. 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 Vietnamese. English. English. IT. Thank you, Sammy. Thank you. Các bạn lưu ý đến nhìn chú ý vào cái phần tiếng Việt và phần tiếng Việt ở trên cái quyển sách này và phần tiếng Anh này là các bạn tự ghi được phần tiếng Việt 6 luôn cho cô nhé. Subject có nghĩa là môn học. Subject. Subject, subject là môn học. Today, today. Các bạn nên đọc today, các bạn phải đọc là today, 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 today. Hôm nay, today. Math, math là môn toán hay chứ nào? Math là môn toán. Science, science. Không đọc là sir science mà đọc là science luôn cho cô. Science, science, science. Music, music, music. Là môn âm nhạc. Vietnamese, Vietnamese có nghĩa là môn tiếng Việt. English, English là môn tiếng Anh. Art là môn mỹ thuật. IT là môn tin học. IT, IT, IT. Art, English, Vietnamese. Math, science, music. Nhớ ghi tiếng Việt của nó lớn nhất các bạn để chúng ta sẽ có một cái hoạt động kia. Sau này các bạn sẽ tìm sách phù hợp. Vietnamese các bạn nhớ từ dễ nhất chính là Việt Nam. Vietnamese là chính là môn tiếng Việt đấy chứ nào. Vietnamese, Vietnamese, Vietnamese. Vietnamese có nghĩa là môn tiếng Việt. English, môn chúng ta đang học hiện tại là môn tiếng Anh đấy chứ nào. English, English, English. English là môn tiếng Anh. Môn toán là môn học chính của các bạn ở trên trường đúng không? Math, math, math. Rồi môn khoa học ở chương trình lớp 4 thì các bạn mới được học đó là môn science, science, science là khoa học. Science, music là môn âm nhạc ở chương trình lớp 1. Rồi đi chúng ta đã học môn âm nhạc rồi, music, music, music. Mỹ thuật là art, art. IT là môn tin học, như nào? Còn có rất nhiều các môn học khác, những cô thì
tương lai cho các bạn ở 7 môn học. Để cho các bạn vừa nhớ đã: Math, Science, Music, Vietnamese, English, Art, IT. Bảo Ngọc với Bảo Ngọc 8. Sắp dậy. Tám ấy. Nào, đọc lại cho nhá. Sắp dậy. Tám tới. Thôi đây. Science. Music. Vietnamese. English. And IT. Very good. Thank you, Bảo Ngọc. Bạn Kim Ngân đâu? Môn học chúng ta sẽ đọc là sắc dậy. Today. Math. Science. Music. Vietnamese. English. IT. Thank you, Kim Ngân. Practice. In Nhi Mê Một. Con đọc bài. Hello, Yến Nhi. Yes. Subject, today, Ahmad, science, music, Vietnamese, English, art, IT. Thank you, Yến Nhi. Đọc câu gì? Bạn Quỳnh Ánh đâu? Sắp dậy. Quỳnh Ánh ơi, cái mic em có vấn đề đấy, cô không nghe được bạn Quỳnh Ánh à. Have we please? Dạ chào thưa cô. Dạ chào cô. Sắp dậy. Today. Math. Science. Music, Vietnamese, English, art, IT. Thank you, Harvey. Very good. Bạn Quốc Khánh nào đọc lại cho con không? Subject, math, science, music, Vietnamese, English, art, IT. Yes, Quốc Khánh, well done. Các bạn Quốc Khánh đọc rất tốt các bạn ạ. Hà Ngân, please. Bạn Nguyễn Hà Ngân đó.
Các bạn tránh thủ ghi bài của mình vào vở nháy tặng nhá. Phan Ngân, em có nghe cô nói không em? Chúng ta nhanh chóng. Bạn đâu có? Bạn Hàng Ngân, cô hỏi bạn Hàng Ngân nhé. Thuy Lâm đọc cho cô nào. Dạ em thưa cô. Chú đây. Sách sách, chúng ta phải học đi. Chủ đây chính là môn học, chúng ta đọc là sách sách. Cái nào sách sách? Chú đây. Mà Science, music, Vietnamese, English, art, I see. Thank you, Sheila. Very good. Minh Quân, please. Bạn Minh Quân. Alo, bạn Minh Quân nào? Bạn Yến Nhi hai. Subject, today, math, science, music, Vietnamese, English, and IT. Very good. Thank you. Thank you, Yến Nhi. Do you finish? Các bạn đã ghi xong chưa? Music. Sorry. Cố đọc lại cho các bạn nghe một lần nữa nhé. Subject. Subject là môn học với cái nào? Subject. Subject. Today. Today. Math. 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 Science. Science. Music. Music. Vietnamese. Vietnamese. English, English, art, art, IT, IT, art, English, Vietnamese, music, science, math, subject, today. Các bạn có 2 phút để nhìn lại tên tiếng Anh và tiếng Việt của các môn học, sau đó chúng ta sẽ thực hành. Thực hành trong cái phần game tiếp theo đấy chứ nào. Nhớ nhá, lưu ý nhớ cả cái môn học này. Math là toán, science, khoa học, music, âm nhạc, Vietnamese, tiếng Việt, English, tiếng Anh, art, mỹ thuật, IT là môn tin học. Okay, look, look and check. Look and check. Các bạn nhìn vào dòng chữ này và chọn quyển sách phù hợp cho cô. The first person của Khánh, science. Căn thức có là science. Science là một gì? Em đọc tiếng Việt cho cô nhá. Science là tin học, ấm nhau. Môn khoa học. Yes, khoa học, right, yes. Khoa học là chứ nào? Science là môn khoa học. The next question, câu hỏi tiếp theo. Math. Hà Phương. Dear teacher, môn toán. Math. Math là môn toán. Very good. Thank you, Thảo Phương. The next subject. Môn tập tiếp theo, Yến Nhi 11. English. Cô là English là môn Anh ạ.
À đúng rồi, là môn tiếng Anh. Excellent. Thank you, Gigi. The next subject, Bảo Ngọc. Music là môn cô làm môn âm nhạc. Yes, excellent. Thank you, Bảo Ngọc. The next subject, Đinh Phong. Oh, very, very easy. Music. Món tiếp theo, Vietnamese. Việt Nam gì là môn tiếng Việt? À đúng rồi, Việt Nam gì là tiếng Việt. Thank you, Đinh Phong. Happy place. Art. 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 Là môn mỹ thuật. Art. Mỹ thuật. Okay, well done. Việt Dũng. IT. Việt Dũng please, Phạm Việt Dũng nào. IT là môn gì nào? Môn tin học. À, well done. Môn tin học, IT nào. IT là môn tin học. Excellent, thank you Việt Dũng. It is a luck question, đó là câu hỏi cuối cùng các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang cái cấu trúc của ngày hôm nay các bạn. Hỏi và trả lời hôm nay bạn có những môn học gì? Hỏi và trả lời hôm nay bạn có những môn học gì? Chúng ta sẽ có là What subject do you have today? Nào, subject, today. What subject do you have today? What subject do you have today? Có nghĩa là hôm nay các bạn có những môn học nào? Nào, what subject do you have today? What subject do you have today? Nếu bạn có các môn học gì thì các bạn sẽ trả lời như sau. I have cùng với môn học được chưa nào? I have English. What subject do you have today? I have English. Tôi có môn tiếng Anh. I have math. Tôi có môn toán. I have music. Tôi có môn âm nhạc được chưa nào? I have tự cổ còn với môn học như thế nào, tự cổ còn với môn học. What subject do you have today? What subject do you have today? Vừa nghe câu đọc vừa lặp lại câu hỏi, từ lặp lại câu hỏi luôn nhá, vì chúng ta sẽ có phần cuối cùng là phần các bạn được từ dỗ nổi. What subject do you have today? What subject do you have today? Hôm nay thì bạn có những môn gì? I have. Còn với môn học tôi có môn gì? Môn toán, tiếng Việt hay là môn mỹ thuật, âm nhạc? Rồi nếu chúng ta có từ hai môn học trở lên thì các bạn sẽ trả lời như thế nào? Chúng ta sẽ thêm cái từ liên kết ở đây, đó là từ and. Và như thế nào, chữ N. I have math and English. Tôi có môn toán và môn tiếng Anh. You know, I have math and English. I have math and English. Tôi có môn toán và môn tiếng Anh. Nếu có 3 môn thì các bạn lưu ý cho cô sẽ đọc như thế nào nhé. I have math, music and English. Tôi có toán, âm nhạc và tiếng Anh. Sau từ toán chúng ta phải một cái giống như trong cấu trúc tiếng Việt các bạn học ấy. Toán phẩy tiếng Việt và tiếng Anh nào. I have. What subject do you have today? Hôm nay bạn có những môn gì? Có những môn gì? I have English. Tôi có môn tiếng Anh. I have math. Tôi có môn toán. I have English and math. Tôi có môn toán và môn tiếng Việt nào. Rồi có một hỏi mặt bàn nhá. À, Quốc Khánh. What subject do you have today? Hôm nay bạn đi học ở trên trường thì bạn có những môn học nào? What subject do you have today?
art, English and music. You have math, art, math, art, music and English. Bốn môn đúng không? Very good. Thank you, Quốc Khánh. Đinh Phong, what subject do you have today? I have today on Vietnamese. I have. Now you have. Muốn học mà bạn của hôm nay là gì nè? I have. I have today on Vietnamese. À, today là hôm nay. Đúng nào? Thì em muốn trả lời hôm nay tôi có thì em sẽ nói là today I have math and English. Hôm nay tôi có môn toán và môn tiếng Việt. Chúng ta xem từ đây cũng được nhé. Từ đây là một cái tràng tư chỉ thời gian, cho nên là không được dùng trong I have today. Tôi cũng có hôm nay thì nào. Chúng ta nói là I have math and English. Cô muốn muốn học cho cô số tiếp theo nha. Đọc lại cho cô nào. What subject do you have today? Hôm nay bạn có những môn học nào? I have math on Vietnamese. À, toán và tiếng Việt đúng không nào? And, từ nay chúng ta sẽ đọc là and nhé. And, math and Vietnamese. Thank you, Sting Phong. Very good. Bảo Ngọc, please. What subject do you have today? What subject do you have today? I have and math and Vietnamese and... Cô thủ công ở chế. À, thủ công, chúng ta sẽ đọc gộp qua luôn cái môn khoa học cho cô nhé. Thủ công tiếng Anh là gì? Đọc vô luôn môn khoa học công nghệ nữa chứ, cô cố, khoa học công nghệ ấy. Hoặc là các bạn sẽ đọc qua cái môn mỹ thuật cho cô, vì nó sẽ thuộc dạng cắt giãn đúng không? Các bạn đã học ở thuộc dạng cắt giãn cái ngành về bên môn thủ công đúng không? Khi mà em trả lời ấy, em chỉ trả lời phải cho cô nhá. Ví dụ em có toán, tiếng Việt, tiếng Anh, đúng không? Thì em sẽ nói là math, English and Vietnamese. Một sử dụng một từ em cho cô nhá. Một sử dụng một từ em. Chỉ có một từ và, đừng gọi là toán và tiếng Việt và tiếng Anh. Toán, tiếng Việt và tiếng Anh. Như vậy là được. Dạ. Rồi, Yến Nhi mới một. What subject do you have today? Con cô là I have math and Vietnamese. Thank you, Yến Nhi. How Phương, please. What subject do you have today? Anne found it after she was gone and opened it, wonderingly. Ha, Phương. What subject do you have today? What subject do you have today? I have English. Các bạn lưu ý nhá, các bạn không cần phải trả lời thật cho cô là hôm nay các bạn học môn gì ở trường đâu, các bạn chỉ nói ví dụ cho cô một lần là được chứ nào. Ví dụ em học toán, học tiếng Việt, em học môn âm nhạc mà sử dụng cả cái từ mới mà cô vừa cho các môn học cách IT, các bạn có thể sử dụng cái môn khoa học công nghệ cũng được. Chứ nào, môn science, khoa học áp dụng cái từ mới cô vừa cho các bạn đấy. I have math and Vietnam is in us and math. Thank you, Hà Phương. Các bạn lưu ý nhá, khi trả lời phần này thì các bạn nếu có 3 môn học thì các bạn phải ở giữa này cho cô. Phải một cái nhá, rồi tiếp một môn nữa các bạn sẽ trả lời khi xong chữ N này. Được chưa nào? I have math, Vietnamese and English. Now I have math, English and Vietnamese. Có ví dụ cho các bạn một cái nhá. Đừng có các bạn đừng có trả lời nhiều phần
em như vậy là nó sẽ không hai cái câu mà hẳn sẽ bị lặp lại từ em đấy. Các bạn có thể sử dụng môn IT, môn công nghệ. IT là môn khoa công nghệ thông tin, còn Science là môn khoa học. Yến Nhi mới một. What subject? À, em trả lời chưa? Em trả lời rồi ạ. À, rồi. How many please? What subject do you have today? I have math. Nami. À, bạn có toán và tiếng Việt đúng không? Rồi, hai môn cũng được, hoặc là các bạn chỉ cần trả lời một môn cũng đúng được chứ nào. What subject do you have today cuộc ở dưới sẵn? What I have. Môn học, môn cái IT. 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 Em Việt Nam đi. À, có môn tin học và môn tiếng Việt đúng không nào? Thank you, sáng, very good. Đấy, các bạn chỉ cần vận dụng cái mới cô vừa cho bạn trả lời. Còn những môn thủ công thì các bạn có thể nhập vào cái môn Art and Craft, có nghĩa là môn thủ công. Công thì thuộc hàng đáng vẽ, thẻ và dạng thì thủ công, ở thì chúng ta sẽ gọi là Art and Craft. Art cũng được, như là có môn mỹ thuật, thói quen, năng khiếu ấy, talent. Rồi, cấu trúc thứ nhất, các bạn ghi vào vở cho cô nhé. Harvey, what subject do you have today? Bây giờ thưa cô, I have Vietnamese and English. À đúng rồi, có tiếng Việt và môn tiếng Anh. Chủ yếu các bạn đang học ở môn toán tiếng Anh và tiếng Việt nào. Rồi, what subject do you have today? I have cộng với cả môn học được chứ nào? I have cộng môn học. Các bạn của ba phụ tỷ ghi phân cấu trúc vào vở cho cô. Subject do you have today? What subject do you have today? Ở phần này thì bạn nào có thể hái bạn nào có thể là làm một đoạn hội thoại nhỏ cho cô, là từ bạn từ nói chuyện với nhau và hỏi hôm nay bạn học những cái gì nữa. Có ghép cặp nhá. Đầu tiên bạn Quốc Khánh và bạn Bảo Ngọc trước, sau đó đến Hà Mỹ và bạn Hà Phương, là nghe cặp đầu tiên nói được nhé các bạn. Các bạn từ làm cho cô một cái đoạn hội thoại mà thử dùng bạn đã được không? Math and Namit đấy nè, được chưa? Để bạn hỏi đi. Dạ. Rồi chúng ta sẽ trao hỏi nhau trước. Bây giờ là buổi đêm thì các bạn sẽ trao nhau bằng từ good evening. Good evening. Để chưa biết tên chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc hỏi tên luôn các bạn nhé. Còn chưa biết tên. What's your name? What's your name? My name is Frank. What's your name? My name is Ngọc. How old are you?
I'm 8 years old. How old are you? I'm 8 well. Rồi, hỏi bạn ở đâu? Bạn đang làm gì? Bạn từ làm chứ đừng có nhờ bao cái bài của cô nữa nào. What do you know? Cô Khánh, what do you do? Có nghĩa là bạn đang làm ngay gì đó? I am a student. Where do you live? I live in Linson Commune. Thôi, cô Khánh hỏi tiếp lại bạn Bảo Ngọc nữa. Hỏi hỏi lại bạn Bảo Ngọc cho cô nữa. How about you? I live in Tương Thần. Rồi, hỏi tiếp về chủ đề của ngày hôm nay. What subject do you have today? I have English. English and math. Vietnamese. Rồi, Bảo Ngọc hỏi lại bạn của Cảnh. What subject do you have today? I have English and music. Music là gì? Music. Music. Nào, bạn nói music. Thank you, Quốc Khánh and Bảo Ngọc. Excellent. Rồi, như vậy, về cơ bản thì các bạn đã giao tiếp được với nhau rồi đấy. Rất là tốt rồi. Bạn Hà Mỹ và bạn Hà Phương đó. Good evening. Good evening, Harvey. Hammy. How are you? I'm 8 years old. How are you? I'm 8 years old. What do you do? What do you do là bạn làm nghề gì? Chúng ta sẽ trả lời là I'm a student. Được chưa nào Hoa Phương? Khi mà em đã nói em 8 tuổi thì chắc chắn em là học sinh. Được chưa nào? I'm a student. Đúng rồi, chúng ta phải trả lời anh sau đây. Nó nói bắn nó thường nơi là đi. Bắn nó thường nơi là đi. What do you do? What do you do? Đi chỗ nào? I am a student. Rồi, where do you live? Hỏi lại bạn Hà Phương là Hà Mỹ. Ở đây bạn Hà Phương đi. Where do you live? What do you have today? I have math and this mom. Rồi, Hà Phương sẽ hỏi là Hà Mỹ hôm nay có muốn học nào? Do you have today?
I have mouth. English. And teeth. And mommy. Good job, Tha Phương and Hami. Thank you. Rồi, rất tốt rồi. Cảm ơn hai bạn nhé. Tiếp theo là bạn Hà Vy cùng với bạn Đinh Phóng nào. Hà Vy với bạn Đinh Phóng hãy làm một mẫu hội thoại nhỏ cho cô nào. Hello. 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 Rồi, chưa biết tên nhau thì chúng ta sẽ hỏi tên nhau. What's your name? My name is Phong. What's your name? My name is Harvey. How old? How old are you? I'm 8 years old. And you? I'm 8 years old. And you? I'm 8 years old. Rồi, tiếp theo bạn Đinh Phóng sẽ hỏi lại là what, where do you live? Bạn sống ở đâu? Hỏi lấy sợ của bạn luôn. Thế nào? Where do you, where do you live? Where do you live? I live with 60. I live Vinh City. Để chứ nào bạn sống ở Vinh đúng không Hà Vy? Thì bạn sẽ trả lời I live Vinh City. Vinh City để chứ nào thành phố Vinh. Rồi hỏi lại bạn Đinh Phóng, bạn sống ở đâu? Where do you live? Where do you live? I live in Anshan Coming. Anshan District. Anshan District. Khai Sơn Camille, Anh Sơn District thì thế nào? Xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn. Rồi hỏi chủ đề ngày hôm nay, what subject do you have today? What step do you I have today? I have English. Rồi hỏi lại em có muốn tiếng Anh vậy em. Đi phóng hỏi lại bạn Hà Vy đi. What subject do you have today? Đấy chứ nào? What subject do you have today? What subject do you have today? What subject do you today? I have Vietnamese and music. Rồi, có môn tiếng Việt và môn âm nhạc. Thank you, Harvey and Đinh Phong. Good job. Rồi nhá, có nhắc lại cấu trúc này cho các bạn một lần nữa nhá. What subject do you have today? Có nghĩa là hôm nay bạn có những môn học gì? Cách trả lời của các bạn sẽ là I have cộng với cả môn học được chứ nào? Music, math, science, IT, Vietnamese, English, music, art, and so on. Các môn học mà các bạn đã được học ở phần tư mới. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. What subject do you have today? I have math. I have science, I have IT, I have Vietnamese, I have art, I have music. Now, I have music. I go out. Okay, yes you can. Anna và bạn Yến Nhí 11 nó thực hành đọc cho cô cái phần tên bảng nó. Bạn đầu tiên nhá, bạn Anna sẽ hỏi bạn Yến Nhi 11 là về ba môn trước. Nghe rõ câu lệnh của cô nhá. Anna sẽ hỏi là what subject do you have today?
Yến Nhi với Môn phải trả lời cho cô là môn toán, môn khoa học và môn môn tin học. Còn bạn Yến Nhi sẽ hỏi lại bạn Anna. What subject do you have today? Rồi tiếp theo là bạn An Yến Nhi sẽ hỏi lại what subject do you have today? Thì bạn Anna sẽ trả lời bạn một câu lại được chưa nào? Nặng quá rồi. Hay nào bạn? Bắt đầu nào. What do you have today? Vậy là có chị. I have do that. I have smart. Science. Rồi, bạn Yến Nhi Memo sẽ hỏi lại bạn Anna nhé. What do you have today? Do you have today? Rồi, bạn Anna, tiếp theo em sẽ trả lời bằng câu cuối cùng. Vietnamese. And music. Thank you to Anna and Yến Nhi. Rồi, thank you, very good. Bảo Hưng and Yến Nhi 2. Yến Nhi 2, please. Open the mic. Rồi, Bảo Hưng hỏi trước nhé. Bạn Bảo Hưng hỏi trước để bạn Yến Nhi trả lời trước ba môn học đầu tiên. What do you have to do? I have math, science and IT. Đọc ba môn luôn nhé. I have math. Science. I have science. And IT. Đọc cái cổ một lần chữ I have thôi. I have math, science and IT. Tôi có toán, khoa học và môn tin học với chữ nào ba. I have smart, science and IT. Bây giờ bạn Yến Nhi hỏi lại bạn Bảo Hứng đi. What subject do you have today? I have math. À, ba môn cuối cùng nhé bạn Bảo Hứng. Ba môn cuối cùng đi. I have Vietnamese. Music. Rồi, Vietnamese not Vietnamese nhá, Vietnamese. Thank you Bảo Hưng and Yến Nhi. Rồi, bây giờ các bạn hạ cánh tay của mình xuống nào. Bây giờ các bạn hạ cánh tay của mình xuống nào. Vẫn là phần game để ôn tập lại cấu trúc thế nào, vẫn là phần game để ôn lại cấu trúc vừa học. Tom and Jerry. Nào, Tom and Jerry. Okay, the first question. Bảo Ngọc. What subject do you have today? I have IT. Two or four? Em tôi là đồng. That's... Okay, very good. Thank you, Bảo Ngọc. The next question. Harvey, please. What subject do you have today? I have PE. Lời trả lời cô là sai. Vậy chúng ta sẽ sửa sai như thế nào? Mỹ thuật thì chúng ta sẽ có là... Trả lời cô muốn mỹ thuật. Đọc là art. Art. Excellent. Thank you. Thank you, Harvey.
The next question. How many plates? What subject do you have today? I have Vietnamese. Two or four? True or false có nghĩa là đúng hay là sai? True là đúng, false là sai. Cô ơi, cô chọn tài chưa đến nơi ạ. À. What subject do you have today? I have Vietnamese. Ở đây quyển sách hình tổ ăn nhá. Sai. Chờ thưa cô, sai. Sai, và chúng ta sẽ sửa sai cái phần này như thế nào nó hả mi? Cho tôi cố ăn hết mát. À, môn tỏa chúng ta sẽ gọi là mát. Mát, I have mát. Very well, thank you, Tommy. The next question. Đinh Phong, what subject do you have today? I have music. True or false? Đúng hay là sai? What subject? Thưa cô là sai. Vậy chúng ta sẽ sửa ra như thế nào? Math. Tiếng Việt, món tiếng Việt chúng ta sẽ có là Vietnamese. À, I have Vietnamese. Đúng rồi, Vietnamese. Nào, Vietnamese. Thank you, Sting Pao. It's correct answer. Đáp án đúng nhé. The next question. Anh ở Việt Dũng, please. What subject do you have today? What subject do you have? Có là đúng. I have English if very good. Rồi, đây là một tiếng Anh. Nào, thank you, Việt Dũng. The next question. Anna, what subject do you have today? Em thưa cô là đúng. I have music. That's right. Thank you, Anna. The next question. Di Sản, what subject do you have today? I have math and Vietnamese. True or false? What subject do you have today? I have math and Vietnamese. Sao mà là một? Cảm ơn cô. Ở đây chúng ta sẽ có math and Vietnamese. Tiếng Việt và môn toán thì ở đây họ nói như vậy đúng hay là sai? Sai. À, why you just choose four? Tại sao bạn lại chọn ra đáp án sai? Lý Sản, tại sao lại sai đó? Mà chứ mà ăn là sai. Nó toàn như nó muốn toàn nào. À, ở đây các bạn lưu ý nhé. Khi mà có S ở sau này mà nó không sai. Đây chứ nào, có mát mà có S ở đây là không sai. Vì sao là không sai? Là vì ở đó ví dụ như các bạn sẽ có môn học là toán tiếng Việt chẳng hạn, hai môn toán liên tục thì các bạn sẽ có từ mát số nhiều, để cho nào đây là số nhiều đấy. Rồi chọn lại nào, đúng hay là sai? Đây là đáp án đúng nhá. I have math and Vietnamese. The next question. Bạn của Khánh đó. Em vừa có là hình ảnh đâu có. Cái này các bạn sẽ không có hình ảnh. Các bạn sẽ đoán cho cô là đúng hay sai. Chú ý phần câu hỏi và phần câu trả lời đấy chứ nào. Các bạn nhìn câu hỏi và câu trả lời ở, nó đã đúng với cấu trúc mà cô đã cho các bạn chưa, hay là đang sai ở cái phần từ ngữ nào? Cái này là cái đầu phát hiện.
Đúng. Tại sao lại đúng? Rồi, suy nghĩ thế một lát nhá, để có gọi bạn khác thử xem các bạn để có phát hiện là đã sai hay là đúng ở chỗ nào chưa. Now, who can? Who has another idea? Ai có ý kiến khác với cái câu hỏi này không? Yến Nhi mới một. Em thấy cô là sai ạ. À. À, why for? Tại sao là sai? What subject do you have? What subject do you have today? À, đúng rồi. Ở đây chúng ta phải có là what subject cộng với từ động to do, nó động to be. À, nào, what subject do you have today? Yay. Đấy, phải thay vào là bằng chữ do, được chưa nào? The next question. Bức tranh tiếp theo. Đó là một cái câu đánh lừa của các bạn trong thì nó dễ sai. Rồi bạn của Khánh đặt lại cho câu năng. What subject do you have today? I have science, true or false? True. True. Excellent. Thank you for coming. The next question. Hà Phương, please. What subject do you have today? I have art and IT. True or false? Nào Hà Phương, nào nhìn phần câu này đã đúng chưa? Yeah, teacher. What subject do you have today? I have art and IT. True or false? Thì có sai. Rồi, tại sao lại sai? Sai ở chỗ nào? Tại vì âm nhạc là âm nhạc chúng ta sẽ có từ là music, được chưa nào? Music. Music. I have art and music. Rồi, thank you, Hà Phương. Thank you, whole class. The next, your next grammar, cấu trúc tiếp theo chúng ta sẽ học là hỏi về môn học mà bạn yêu thích là gì, được chưa nào? Môn học yêu thích của bạn là gì? Môn học yêu thích của bạn là gì? What is your favorite subject? What is your favorite? Favorite là yêu thích, đúng không? Favorite subject. My favorite subject is cộng với một môn học. What is your favorite subject? My favorite subject is English. Yeah. Bạn thì thích môn học nào? Bạn yêu thích môn học yêu thích của bạn là gì? Môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh. Môn học yêu thích của tôi là toán. Hay là môn học yêu thích của tôi là môn science. Thế nào, cấu trúc tiếp theo hỏi. Hỏi môn học bạn yêu thích là gì? Hỏi môn học bạn yêu thích là gì thì chúng ta sẽ là what is your favorite subject? What is your favorite subject? What is your favorite subject? Favorite là yêu thích, favorite subject. Nếu là một môn học nhé, các bạn lưu ý nhé, nếu là một môn học thì các bạn sẽ nói cho cô là my favorite subject is, được chưa nào? My favorite subject
Y. Nhưng ở trường hợp mà các bạn yêu thích hai môn học trở lên thì các bạn phải nói cho cô là my favorite. Subject phải có S, được chưa nào? Subject phải có S vì là nhiều môn, cộng với động từ to be là a, my favorite subject a, cộng với môn học thứ nhất, sau đó cộng với chữ n và cộng với môn học thứ hai, được chưa nào? Lưu ý nhé, nếu mà bạn thích hai môn học trở lên thì bạn sẽ sử dụng là my favorite subject. Từ subject ở đây các bạn phải bỏ s cho cô, được chưa nào? Bỏ s vì là số nhiều. Từ động từ to be là a, vì ở dạng số nhiều cho nên ta phải chia động từ to be thành dạng a, được chưa nào? My favorite subject are English and math. Tôi thích hai môn học là môn toán và môn tiếng Anh. What is your favorite subject? What is your favorite subject? My favorite subject is English. Là tôi thích một môn tiếng Anh. Nhưng nếu các bạn thích hai môn học thì các bạn phải nói cho cô là my favorite subject are math and English. Tôi thích môn toán và môn tiếng Anh. Rồi, nhìn vào màn hình và các bạn ghi phần cấu trúc vào vở cho cô. Tiếp theo thì chúng ta sẽ được thực hành nói với nhau. Rồi nhá, what is your favorite subject? What is your favorite subject? What subject? What is your favorite subject? Favorite. Từ này chúng ta sẽ đọc là favorite nha. Favorite. 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 What is your favorite subject? Subject. My favorite subject is. Cộng với môn học. Bảo Ngọc. What subject do you have today? Bảo Ngọc 8. Now, what subject do you have today? Hôm nay em có môn học gì? I have English, math, and Vietnamese. Okay. What is your favorite subject? What is your favorite subject? My favorite subject art and music. Art and music. Thank you, Bảo Ngọc. Very good. Happy. What is your favorite subject? Happy, what is your favorite subject? Yeah, I will go my favorite subject Vietnamese and English. My favorite subject are Vietnamese and English. Vietnamese.
They are đấy, trong từ they are, they are, they are. No. Thank you, Savi. Quốc Khánh, what is your favorite subject? What is your favorite subject? My favorite subject English and music. English and music. Good job. Thank you, Quốc Khánh. Đinh Quang Flash, what is your favorite subject? My favorite. My favorite subject. Subject is math. Math. Okay, good job. Thank you, Sinh Phong. Nếu trả lời là y thì cháu chỉ là một môn học thôi nhé. Việt Dũng, what is your favorite subject? What is your favorite subject? Math and Vietnamese. Now, my favorite subject are math and Vietnamese. Thank you, Nhi. Anna, what is your favorite subject? My favorite. Để chỗ nào từ nay chúng ta sẽ đọc là favorite. Favorite. Subject. Thích một môn thì chúng ta sẽ sử dụng y. Thích hai môn thì chúng ta sẽ sử dụng là a. A. Music. And. Art. Music and art. Art. Môn âm nhạc và môn mỹ thuật. Thank you, Anna. Lưu ý nha, khi mà các bạn yêu thích một môn học, ví dụ như một môn tiếng Anh hay là một môn khoa học, thì các bạn sẽ nói cho cô là my favorite subject is English. My favorite subject is science. Và thích một môn. Nếu các bạn thích cả hai môn học này, thì các bạn sẽ nói với cô là my favorite subjects are English and science. Are English and science. Rồi, Việt Dũng nào. What is your favorite subject? Việt Dũng ghi xong chưa trả lời câu hỏi cho cô nào. What is your favorite subject? My favorite subject. Yeah, my favorite subject. Subject. How my math. Math. IT. Đấy nào, thích môn tin học và môn toán đúng không? Thì em sẽ nói là my favorite subject are math and IT. Đấy chứ nào, favorite subject are math and IT. Math and IT. Nào, thank you. Rồi, các bạn ghi nhanh cái phần này nhá. What is your favorite subject? My favorite. Rồi. Favorite
subject, subject. Favorite, favorite. My favorite subject is. My favorite subject are. My favorite subjects are. And. A, N, như thế nào? Subject. Khi A sử dụng A và từ N thì các bạn từ subject này phải có S. Rồi nhiều món học chúng ta phải thêm. Thêm S ở sau. My favorite subject are. What is your favorite subject? My favorite subject is. My favorite subject are. And. For example, what is your favorite subject? My favorite subject is English. My favorite subject is science. Rồi nha, những bạn nào mà đã ghi cái phần câu hỏi ở cái phần cuối cùng chưa xong thì các bạn có thể nhìn dòng cuối cùng này để ghi. What is your favorite subject? My favorite subject is cộng với môn học, được chưa nào? Nhìn ở dòng này để ghi. Nhớ nhé, nếu thích hai môn thì các bạn phải đổi thành động từ to be là A và từ subject phải có S. Rồi đến phần read thoại, cũng là cái phần từ do nói của các bạn. Rồi, Bảo Ngọc and Yến Nhi 11. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good evening. Good morning. Good evening. Good morning. À, trong trong bàn. Good morning. Dạ. I'm now. À, good morning. I'm now. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm great. What? Good. What? Rồi. What subject do you have today? Ôi, bạn bị dùng lời có một đoạn nhé. Rồi. Bạn Bảo Ngọc I'm good. Bảo Ngọc, cô xin phép một chút nhé, cho bạn biết Dũng bạn hỏi cái gì á, cho cô nghe cái đã nhé. Rồi, biết Dũng hỏi lại cho cô nào. Cô ơi, cô cho em lá trước để em làm bài tập của cô về 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 nhà cô à. À rồi, em đã gửi xong bài chưa? Rồi cô ạ. À rồi, xong bài rồi thì em có thể áo trước để làm bài tập nhá. Yeah. I'm great. What? Làm từ đâu đi? Cô làm từ đâu nhá cô? Rồi, đọc lại cũng được. Good morning. Good morning, Yến Nhi. Good morning, Nhi. Good morning, name is Nhi. Rồi, khi mà người đầu tiên là bạn Bảo Ngọc nói là good morning Yến Nhi, tức là bạn chào Yến Nhi, chào buổi sáng Yến Nhi rồi, thì em cũng sẽ chào lại bạn là good morning Bảo Ngọc, được chưa nào? Khi mà bạn ấy nói là good morning, I'm Ngọc, thì em phải nói là good morning, my name is Nhi. Chúng ta phải trả lời cho khớp cái phần đầu của bạn luôn. Good morning, Yến Nhi. Good morning, Ngọc. Rồi. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm good. What?
What subject do you have today? I hate math. Việt Nam mi. Rồi, Yến Nhi ơi, em chú ý vào cái phần phần trên bảng của cô, trên trên màn hình của cô ấy. I have science, music and English. Nên nhìn vào cái phần hồi thoại của cô cho ấy. I hate science, music and English. Okay. What is the phrase something? Subject. My favorite subject. And you? And you? My favorite subject is music. Goodbye. Thank you, bye. Thank you, Yến Nhi, Bảo Ngọc. Và các bạn đã, về các bạn thì các bạn đã làm cái mẫu hồi thoại trên lâm mẫu đấy nhá, lâm mẫu cho các bạn cả rồi. Bây giờ cô sẽ để quyết cái phần trọng này. Những phần sau làm hồi thoại thì cái phần môn học yêu thích của các bạn thì các bạn có thể tự do nói môn học yêu thích của mình. Đấy là có nhiều các bạn ấy đọc mẫu cái phần đoạn hồi thoại đâu. Tiếp theo, bạn Quốc Khánh và bạn Hà Phương đó. Good morning, I'm Khánh. Good morning, I'm Phương. How are you today? I'm fine, thanks, and you? I'm fine, thanks. What subject do you have today? I have science and music and English. Okay, what is your favorite subject? My favorite subject? My favorite subject is... Trả lời một môn học mà mình yêu thích. English. And you? And you. My favorite subject is English and music. English and music. Thank you, Quốc Khánh and Hà Phương. Bạn Quốc Khánh đã nhớ được cái phần này rồi đấy. My favorite subject. Khi bạn nói hai môn học. Rồi, cặp tiếp theo là bạn Hà Vĩ và bạn Hà Mỹ. Tiếp sau đó là bạn Anna và bạn Duy Sản nhé. Good morning, Hà Mỹ. Good morning. Happy, bên đó là bạn Happy. Morning, Happy. How are you today? I'm fine, thanks, and you? I'm good. What subject? What subject do you have today? I have today.
Do you have? Do you have today? I have science, music, and math. Okay. What is the favorite subject? My favorite subject is math. And you? My favorite subject in art and IT. Goodbye. Rồi, Hà Vy nhớ nha, để em yêu thích hai môn học thì em phải sửa thanh đấy, đồng tư tu bí là A cho cô nhá. My favorite subject art and IT thì chứ đồng A. Rồi cặp tiếp theo cái này cô đã gọi bạn Anna và bạn nào hình dưới sẵn à? Good morning, I'm Anna. Rồi, các anh đọc cho cô nữa. Good morning, sẵn. Rồi, bạn dưới sẵn. Rồi, tiếp theo đến bạn nào rồi? Em có. Good morning, sáng. Good morning, I'm Anna. Rồi, good morning. I'm sáng. Good morning, I'm sáng. Rồi, tiếp theo bạn Anna. How are you today? I'm good. Thank you. And you? I'm good. What? Subject. Do you have today? Have today. I have second music and Vietnamese. Rồi, Anna hỏi tiếp đi. Okay, what is your favorite subject? Okay, what is you? Your favorite subject? Subject. My favorite subject is English. And you? My family subject and music and art. Music and art. Goodbye. Bye. Thế cái gì sẽ ăn cái năn nào? Right, bitch. Bạn Đinh Phóng và bạn Bảo Hứng nhé. Hai bạn cặp cuối cùng nè. Đinh Phóng và bạn Bảo Hứng. Good morning, Bảo Hứng. Good morning, Đình Phong.
How are you today? I am fine, thank you. Thanks, and you? I'm good. What subject? What subject do you teach today? Okay, what? Sorry, Bảo Hương, ở trong bài của em đấy, I have science, music, and? I have science. Science. Music, and? Tổ ăn chẳng hạn, muốn tổ ăn chúng ta sẽ đọc đó. Math. Math. Okay, what is your favorite subject? It's primary subject. English and you. My favorite subject. My favorite subject is in math. Goodbye. Rồi chúng ta chào nhau. Goodbye. Nữa là xong. Goodbye. Rồi, the end of the lesson today. Chúng ta sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay. Các bạn khóa này mở mấy cho cô nhá. Cô dặn các bạn một số điều này. Các bạn về ôn tập lại các cái phần câu hỏi mà các bạn đã được học ở các cái bài trước rồi chứ nào. Ôn tập lại các phần câu hỏi và cách trả lời. Để tuần sau chúng ta sẽ học về phần... phần nói, cho nên là các bạn phải chuẩn bị học cả cái câu hỏi trước cho cô buổi chủ nhật thứ bảy thứ sáu chúng ta sẽ học về sở thích của mình. What is your hobby, để cho học sở thích. Thứ sáu chúng ta sẽ học hai tiết nói giới thiệu về bản thân. Rồi, goodbye and good night. Goodbye teacher and good night. Thank you. Goodbye. Goodbye. Thank you. Thank you.